Đầu tiên các em đăng nhập vào Google, các em gõ thí sinh .thi tốt nghiệp trung học phổ thông.edu.vn. Chúng ta sẽ vào cái giao diện để đăng ký dự thi của Bộ Giáo dục. Đăng nhập là số căn cước của các em, mã đăng nhập là mật khẩu mà giáo viên chủ nhiệm cung cấp cho các em. Cô ví dụ cô lấy một cái tài khoản là số căn cước của một bạn. Các em nhập đúng cái mật khẩu mà giáo viên chủ nhiệm cung cấp cho mình. Phía dưới thì các em nhập cái mã xác nhận ở trên, nhập đúng Thường Hoa, cái dãy ký tự xin ra. Đăng nhập. Lần đầu tiên các em đăng nhập vào nó sẽ báo như thế này, và các em đọc cái thông báo có chữ màu đỏ để lưu ý nha. Rồi mã đăng nhập cũ, lần đầu tiên mình đăng nhập thì nó sẽ yêu cầu mình đổi mật khẩu. Chúng ta nhập lại cái mật khẩu cũ. Rồi mã đăng nhập mới sẽ là mật khẩu mới của mình. Và khi mình đổi xong thì mình phải nhớ nha. Mật khẩu mới là đủ 8 ký tự, có chữ Thường, chữ Hoa, ký tự đặc biệt. Ok, chúng ta đã đổi thành công mật khẩu. Rồi tiếp theo bắt đầu mình sẽ đăng ký hồ sơ. Thì ở đây chúng ta thấy nơi nộp hồ sơ là Sở Giáo dục Hậu Giang, và mã trường là Trung học phổ thông Vị Thanh, mã là 502. Tiếp tục các em dò cái thông tin tên, ví dụ đây tên của một bạn. Rồi giới tính, cái nào sai thì các em cập nhật lại cho đúng. Hình ảnh, các em click vào cái ảnh 46. Lưu ý cái ảnh này các em phải chụp đúng chuẩn là ảnh thẻ. Ở đây cô lấy ví dụ, cô lấy một cái từ tiệp, cô có một cái hình từ tiệp trên máy tính, trên điện thoại, cô lấy đại một hình. Các em nhớ là phải chụp đúng hình thẻ nha, đúng chuẩn hình thẻ. Rồi ngày tháng năm sinh chúng ta dò lại đúng rồi thì thôi. Nơi sinh thì các em sổ ra, các em có thể chọn, ví dụ mình ở Hậu Giang thì mình được sinh ở Hậu Giang thì mình sẽ chọn là Hậu Giang. Rồi dân tộc, gì thì chúng ta chọn đúng nha. Số căn cước công dân thì các em dò lại cái số căn cước công dân của mình, cái thông tin này phải cho chính xác. Nơi thường trú, thì các em có thể click vào cái tìm kiếm này để các em chọn cái nơi thường trú của mình. Còn nếu các em biết được cái mã thường trú thì các em gõ vào đây luôn, ví dụ như 64 là Hậu Giang nè, rồi thành phố Vị Thanh là 01. Những cái thông tin về cái mã vùng thì chủ nhiệm sẽ cung cấp cho các em. Rồi mã xã phường, ví dụ như ở phường 1 thì sẽ là 01. Thì ở phía dưới nó sẽ hiện cái thông tin này các em, phường 1 thành phố Vị Thanh, Hậu Giang. Nếu bạn nào mà ở Hỏa Lụ hoặc Vị Tân thì sẽ là nơi thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1, thì lúc đó chúng ta sẽ check vào đây để sau này chúng ta có chế độ ưu tiên. Còn những bạn ở Vị Thanh mà không thuộc nơi đó thì chúng ta không check. Còn ngoài tỉnh thì các em chịu khó dò vào cái bảng thông tin. Rồi đến mục số 6, nơi học, thì ở đây các em học ở Hậu Giang là 64, mã trường của chúng ta là 502. Các em nhập vô là 502. Nếu bạn nào mà lớp 10 học ở trường khác thì các em sẽ nhấn vào tìm kiếm kính lúp, các em gõ cái tên trường, chọn cái tên trường nó sẽ hiển thị lên nha. Ở đây ví dụ 3 năm 11 12 Vị Thanh nó hiển thị thế này. Rồi lớp, số điện thoại các em nhập vào, email các em nhập vào, những thông tin này các em nhập vào để các em nhận thông tin nha, đừng để trống. Địa chỉ liên hệ, các em có thể nhập địa chỉ liên hệ là địa chỉ của trường mình, đó là số 559 khu vực 1 đường Trần Hưng Đạo, khu vực 1 phường 3 Vị Thanh, Hậu Giang. Rồi mục số 9 là các em đăng ký để xét đại học cao đẳng. Bây giờ các em ví dụ mình chưa muốn xét cái này thì các em cũng nên chép vào mục số 9 này, bởi vì sau này khi mình thi xong, ví dụ điểm của mình lớn hoặc là mình có cái nhu cầu học thì lúc đó mình muốn chép lại không được. Bây giờ các em chép, sau này các em không xài thì cũng không sao, nên chép vào mục số 9 hết nha. Số 10 thì là mặc định là trung học phổ thông, 11 các em bỏ trống, nơi đăng ký dự thi là trường Vị Thanh. Rồi bây giờ tới bài thi mục số 14. Ví dụ các em toán văn là phải chép vô. Rồi bây giờ mình thi tự nhiên, xã hội, chọn một trong hai ban này. Ví dụ tự nhiên, ngoại ngữ thì các em chọn ngoại ngữ tiếng Anh, tức là N1 tiếng Anh. Chúng ta dò lại cái ban, các môn thi của ban tự nhiên, vật lý, sinh, hóa. Tương tự các bạn xã hội thì sẽ là sử, địa, công dân. Mục số 15 đăng ký miễn thi ngoại ngữ. Nếu bạn nào mà nằm trong khung miễn thì chúng ta mới chọn cái này. 16 chúng ta bỏ qua. Tới mục C. Mục C là đối tượng ưu tiên. Thì ở đây đối tượng chúng ta chủ yếu là ở mục 01 và 06 thì các em có thể đọc để các em hiểu thêm. Đa số là những bạn mà khác dân tộc Kinh đó, các em sẽ được cái chế độ ưu tiên này. Là 01 là dân tộc mà sống ở vùng sâu khu vực 1, và 06 là dân tộc mà sống ở khu vực không phải vùng sâu thì các em sẽ được ưu tiên ở đây. Cô ví dụ như chúng ta chọn là khu vực 1 thì lúc này yêu cầu các em sẽ nhập cái minh chứng, nhấn vào nhập minh chứng. Thì minh chứng chính là cái các em chụp cái căn cước của mình, nó có cái địa chỉ thường trú. Còn các bạn không có cái ưu tiên này thì các bạn chọn là đối tượng ưu tiên, các bạn bỏ trống chỗ này, không chọn nha. Ngoài ra nó còn có một số chế độ ưu tiên khác nữa, thì các em đọc lên đây, mình có thuộc cái đối tượng nào thì mình sẽ chọn, không thì mình bỏ qua. Và cái khu vực tuyển sinh của trường mình là khu vực 2, mục 27 các em cũng để trống. Rồi đến đây các em sẽ nhập cái dãy xác nhận ở phía dưới, ví dụ như là C7 OKS 0. Rồi các em rồi lúc này nó đã báo chúng ta lưu thành công. Các em hãy thực hiện đăng ký nhé.